bảo vệ thực vật An Giang thì cũng có hai đại đội. Ê! Gãy ngắp luôn rồi, gãy ngắp luôn rồi. Cao Hoàng Thịnh các bạn, tại vì dính bánh xe. Cầu sắt có cái kẻ giữa rồi đây, cầu sắt có cái kẻ giữa, nó bị như vậy là Cao Hoàng Thịnh, như vậy là có sao không em? Các bạn, một sự cố rất là đáng tiếc. Còn lấy cái này, lấy cái này lại là cái chặt cầu này nè. Kêu nó dừng giờ, từ từ lại đi. Còn tới rồi đó. Kêu từ từ lại nha. Đó cái cầu đó, cái khẽ đó. Nói khẽ cầu kêu. Chú ý. Dẹp xe. Dẹp xe với hai bên đâu xe đây nè. Dẹp xe lại cho tụi nó rẽ nó đi. Dẹp xe bên đó đi. Giảm tốc độ lại, ổ gà trước á, giảm tốc độ lại ngay trên cầu á. Từ từ lại. Lấy chiếc xe mày lại á, lấy chiếc xe vô đi, mày lại lấy chiếc xe vô kìa, để cho nó vô đi, lấy chiếc xe kia vô đi kìa, lấy chiếc xe vô kìa, để cho nó đánh vô, lấy chiếc xe kia nè, từ từ, cầu á, có cái cầu từ từ qua, coi chừng á, né đi. Có sao không em? Bị gì ai hả? Như vậy là có hai tay đua không thể. Còn ai nữa vậy? Như vậy là Quốc Vũ vào Cao Hoàng Thịnh. Đi. Dính luôn mà đó là kéo không ra luôn mà. Thưa bạn là một